Thưa quý vị, thưa các bạn, nền kinh tế nước ta đang phát triển với tốc độ cao, kéo theo đó là sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu năng lượng. Đây là vấn đề đang đặt ra nhiều thách thức rất lớn khi mà các nguồn năng lượng sơ cấp như là than đá, dầu khí, v.v. đang cạn kiệt, không đủ cho nhu cầu trong nước. Bối cảnh đó đặt ra một thách thức lớn về an ninh năng lượng gắn với phát triển bền vững. Trong giai đoạn đến năm 2030, nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Theo tính toán các năm 2019-2020, nhìn chung cung ứng điện có thể được đảm bảo. Nhưng đến các năm 2021-2023, hệ thống điện không đáp ứng nhu cầu và nhiều khả năng xảy ra tình trạng thiếu điện tại miền Nam. Trước những thách thức trong đảm bảo an ninh năng lượng gắn với phát triển bền vững, dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đặt tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận có tổng công suất lắp đặt 1.200 MW, gồm 2 tổ máy 600 MW. Với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đô la Mỹ đã được khởi động, dự án nằm trong trung tâm điện lực Vĩnh Tân, bao gồm 4 nhà máy nhiệt điện với tổng quy mô công suất lên đến 5.600 MW. Đây là trung tâm nhiệt điện than lớn nhất trên cả nước. Bộ Chính trị là xác định là ở Bình Thuận là sẽ xây dựng một cái trung tâm năng lượng quốc gia. Nhưng mà trước mắt thì quan trọng nhất và cái sản lượng lớn nhất từ các cái nhà máy vẫn là từ các cái nhà máy nhiệt điện mà ở khu vực của trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân. Theo cái kế hoạch thì năm 2019 thì cái sản lượng điện của khu vực của Bình Thuận thì sản lượng điện sản xuất ra là cỡ khoảng 18 tỷ kWh, chủ yếu là tập trung vô cho cái nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Với mục tiêu hướng tới phát triển bền vững và đảm bảo các cam kết trong khi chuyển giao dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 1 luôn ưu tiên lựa chọn và áp dụng các công nghệ nhiệt điện tiên tiến, tin cậy nhất và thân thiện với môi trường để phù hợp với xu thế công nghệ và đảm bảo môi trường. Công ty đã chủ động đề xuất và báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt chuyển đổi sang công nghệ lò hơi siêu tới hạn. Công nghệ này cho phép tăng hiệu suất phát điện của nhà máy, đồng thời giảm lượng nhiên liệu đầu vào và giảm lượng phát thải tro, xỉ hàng năm. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn đốt than anthracite trong nước một cách hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Đối với công nghệ này thì cái lượng than chúng tôi sử dụng hàng năm sẽ ít hơn đến khoảng 100.000 tấn so với cả công nghệ khác cũ hơn. Đồng thời là các cái công tác bảo đảm môi trường trong nhà máy thì chúng tôi cũng đầu tư những cái công nghệ mới nhất về xử lý khí thải, xử lý nước thải. Rồi là cũng nỗ lực là đầu tư tiền nâng cao trình độ công nhân vận hành để đảm bảo tất cả các thông số về khí thải và nước thải trong quá trình vận hành nhà máy đều đạt thấp hơn rất nhiều cái ngưỡng cho phép của quy chuẩn Việt Nam. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng thi công và lắp đặt, các công trình xử lý khí thải và nước thải của nhà máy được hoàn thiện theo thiết kế. Các thông số phát thải đều đạt thấp hơn nhiều lần so với ngưỡng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ví dụ như hàm lượng bụi không đến 50mg trong 1 mét khối không khí, nhiệt độ nước làm mát trung bình là 23 độ C. Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 được Thủ tướng phê duyệt trong quy hoạch điện 7 là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ lò đốt than phun với số siêu tới hạn sử dụng than anthracite từ vùng than Quảng Ninh, đã góp phần mở ra hướng đi mới để sử dụng than trong nước với các công nghệ tiên tiến, tin cậy và thân thiện với môi trường. Đến nay, nhà máy đã sản xuất khoảng 7,2 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế miền Nam trong những năm tiếp theo. Với những gì mà dự án nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 đạt được, đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu như đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn với mục tiêu phát triển dài hạn, hiệu quả về kinh tế, bền vững về môi trường, điều mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tại Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai Con đường được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc hồi cuối tháng 4 vừa qua. Trong những năm gần đây, thì kinh tế Việt Nam đã phát triển với tốc độ tương đối cao và ổn định. Do đó là nhu cầu về điện thì ngày càng tăng. Đặc biệt là trong năm 2019 này thì do cái điều kiện thời tiết nắng nóng thì một số thời điểm thì cái nhu cầu sử dụng điện trên hệ thống đã tăng cao một cách đột biến. Do đó là cái việc Vĩnh Tân 1 mà có thể vận hành ổn định mà phát điện liên tục ở mức đầy tải cho cả hai tổ máy, đặc biệt với tổ máy số 2 là trên 200 ngày đã góp phần là đảm bảo cái sản lượng điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống được ổn định. Để phát triển năng lượng Việt Nam giai đoạn tới,
Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Theo đó, sẽ huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển năng lượng để cung cấp đầy đủ năng lượng với chất lượng ngày càng cao và mức giá hợp lý cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thank you.